Ronaldo không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn sở hữu vẻ điển trai không thua kém các tài tử điện ảnh. Do đó, siêu sao người Bồ Đào Nha thu hút rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong số đó có cả những nữ vận động viên xinh đẹp và nổi tiếng. Năm 2018, khi Ronaldo vẫn đang khoác áo Real Madrid, Vinali với tư cách là phóng viên của Italia đã tới tận sân Bernabeu để phỏng vấn cầu thủ người Bồ Đào Nha. Khi tới nơi, Vinali đã làm náo loạn phòng thay đồ. Cô vui sướng khi chứng kiến tận mắt Ronaldo bằng xương bằng thịt. Tại đây, nữ vận động viên bóng rổ không quên chụp hình chung, xin chữ ký và được ôm thần tượng cho thỏa mãn một cơ hội như thế này. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Chắc hẳn Cristiano Ronaldo là một trong những siêu sao nổi tiếng bậc nhất trên thế giới về độ chiều fan. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống Ronaldo đã khiến người hâm mộ xúc động khóc hết nước mắt khi được chính idol của mình chiều chuộng hết nức các bạn nhé. Người ta cứ nói rằng Cristiano Ronaldo là một tên ích kỷ trên sân, kẻ chỉ biết đến chiến thắng và thành tích cá nhân của mình đến nỗi ám ảnh. Nhưng hãy để anti-fan xem những thước phim này đi, không những xóa tan nghi ngờ về mâu thuẫn với Bale trước đó. CR7 không chỉ đích thân kéo siêu sao xứ Wales đứng dậy mà cựu sao Man United còn nhường luôn quyền đá phạt đền cho Benzema. Đáng nói ở chỗ, nếu vẫn thực hiện quả 11m thành công, Ronaldo sẽ lập một cú hat-trick cho riêng mình. Nhưng khi thấy Benzema bị ảnh hưởng bởi tâm lý vì đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, anh 7 liền trao ngay một bàn thắng cho người đồng đội, đồng thời vực dậy tinh thần của chân sút người Pháp một cách không thể ngầu hơn. Dù là người ghi bàn, nhưng Cristiano Ronaldo đã chỉ tay thẳng về phía Karim Benzema. Cầu thủ đã có cú đánh góp kiến tạo tuyệt đẹp để CR7 lập công. Ngụ ý bảo các cổ động viên của Real rằng đây mới là người có công lớn nhất trong bàn thắng này là Benzema chứ không phải tôi. Một hành động tuyệt vời của Ronaldo dành cho đồng đội. Một cái thơm nhẹ vào má của cô bé được Cristiano Ronaldo dắt ra sân, trông thật ấm áp phải không mọi người? Hãy nhìn gương mặt tỏ rõ vẻ hạnh phúc của bé gái kia kìa, vui quá anh 7 ơi! Không những vinh dự được cùng đồng hành với Ronaldo ra sân, chú bé này còn được CR7 mở luôn dịch vụ massage miễn phí tận nơi. Đây không phải là nhân vật may mắn nhất quả đất thì còn ai vào đây nữa, phải không bà con? Xin phép được idol ký lên giày mà cũng được chấp nhận luôn trong vòng một nốt nhạc thế này. Thử hỏi xem còn ai chiều chuộng fan hết nước chấm như Cristiano Ronaldo không cơ chứ? Mà lần này đâu chỉ có một người, khi mà có tận ba chú bé thì nhau xin chữ ký thần tượng. Nhưng mà ba hay bốn gì thì siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đáp ứng hết. Điểm 10 cho sự quan tâm người hâm mộ hết mình của Ronaldo. Một trái tim đầy ấm áp đã lại một lần nữa được Cristiano Ronaldo thắp lên. Ra sân cùng siêu sao đang thi đấu cho Juventus, lần này lại là một cô bé vô cùng đặc biệt. Em đã bị bệnh và phải di chuyển cơ thể của mình trên chiếc xe lăn. Và giây phút cuộc đời của bé gái như được điểm thêm tinh thần để nỗ lực chống lại căn bệnh của mình.
là khi em được cùng một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới bước ra thảm cỏ xanh. Hình ảnh quá đỗi tuyệt vời phải không anh em? Dù vẫn luôn giữ thói quen ăn gian chiều cao khi cố kiễng chân mỗi khi chụp ảnh lưu niệm cả đội trước thời điểm diễn ra trận đấu, nhưng lần này khán giả không chỉ bật cười cho hành động đó của Ronaldo mà họ còn phải dành tặng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha những tràng pháo tay thán phục. Dù trước mặt anh có là một cậu bé fan cuồng đi chăng nữa thì CR7 vẫn đồng ý cho thanh niên này ở lại chụp ảnh cùng nguyên dàn cầu thủ của Selecao châu Âu. Nhìn pha tạo dáng bẽn lẽn xen lẫn hạnh phúc này của cậu bé kia thực sự đáng yêu hết sức. Sẽ thế nào nếu như một ngày Ronaldo hàng thực gặp Ronaldo phiên bản Super Fake? Thực tế thì cái ngày đó cũng đã xảy ra rồi. Chỉ có điều nó sẽ khiến các anti-fan thất vọng mà thôi. Bằng tất cả sự thân thiện và chuyên nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã có những cử chỉ vô cùng ấm áp với bản sao của mình. Hết ôm ấp rồi cùng nhau chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Thế này bảo sao fan hâm mộ anh 7 cứ ngày một nhiều lên. Vừa mới chuẩn bị lên xe buýt để sẵn tinh thần di chuyển một quãng đường mệt mỏi mà đã gặp phải một fan cuồng. Vậy thì anh 7 nhà ta phải xử lý như thế nào đây? Không hề có bất kỳ phàn nàn nào, dù có vẻ như Ronaldo cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ đến khi đội ngũ bảo vệ yêu cầu thanh niên không phận sự miễn vào thì CR7 mới được bước lên xe. Cơ mà sau tất cả, chúng ta vẫn thấy độ chiều fan của Ronaldo là siêu to khổng lồ như thế nào. Trong giây phút có lẽ là hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cùng đồng đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro 2016, Cristiano Ronaldo vẫn dành thật nhiều tình cảm cho Sir Alex Ferguson, người thầy vĩ đại đã đưa tên tuổi Ronaldo ra ánh sáng và cũng đến tận nơi để cổ vũ cho cậu học trò cưng. Một cái ôm thật chặt của thầy và trò chắc hẳn đã mang gần như toàn bộ hồi ức đẹp nhất của những năm tháng huy hoàng dành cho các cổ động viên Manchester United. Vừa rồi là những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời của Cristiano Ronaldo dành cho các cổ động viên cũng như đồng đội, khiến họ không khỏi kìm những giọt nước mắt xúc động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.